Thì em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu cái mã combo ba kèn của Siu nha cô chị. Mình sang con và Siu FI tao rớt đồ xài chung cái cụm hết. Nếu cái combo là xài chung hết nha cô chú anh chị. Thì mình nhập của LCD là mình nhập cái combo là giống như là nẹp nẹp lớn, nẹp tròn, rất là xịn sò. Thì bây giờ mình sẽ cho cô chú anh chị xem hết luôn. Thì cái phần bố của cụm trước thôi nha. Cái chuông là đang hết của chú anh chị. Cái chuông của CFI là Si mình sang con đang hết, không có hàng để bán. Cả tháng rồi không thấy về luôn. Thì bây giờ còn bố thì mình lâu quá mình không giới thiệu lại bố. Bây giờ mình giới thiệu lại bố. Thứ nhất là mình cho cô chú anh chị coi cụm của chính hãng nha cô chú anh chị. Thì mình đang bán chính hãng của LCD là chính hãng của Yamaha đó. Nhiều bạn không biết thì nên cập nhật lại, các bạn mở cái xe của bạn ra. Các bạn sẽ xem trong xe của bạn á, đối với Yamaha là Siu là do LCD sản xuất nồi nha các bạn. Đây là cái cụm bố đế chính hãng của Siu. Thì nói chung là mấy cái cụm này mình cho phép mình là khỏi mở bọc, nhưng mà nhìn cái bọc thôi là đã xịn rồi. Nhìn cái thương hiệu cái bọc thôi đã xịn rồi. Với nhìn mình bán nồi, riêng cái bản nồi là mình bán nhiều thì các bạn an tâm phần đó. Đây, cụm búa Siu là búa, các bạn ai mà gành gì Siu là nhìn cái búa là biết liền. Các bạn, búa Siu nè. Đó. Rất là đẹp các bạn. Nói chung là mình cái ngộ lắm, cái này mà lấy ra khỏi phòng ngủ là bị sét các bạn. Đây. Do LCD sản xuất có ký hiệu mã như cái gì thì còn vô hãng nó không đánh mã LCD đâu. Hãng nó không cho LCD đánh mã. Mà coi chứ điện thấy mấy cái đế nhôm với lá thép nó bố nó sẽ đánh mã LCD á. Mình thấy rất là đẹp. Và đây là cụm bố nha các bạn, cụm bố. Rồi mình để ra đây đi. Mình chút mình sẽ ấy lại. Còn bây giờ là cao su ba kèn. Cao su ba kèn cũng xịn luôn. Dạ, một hộp như vậy là 20 cái nha các bạn. Thường thì mình sẽ tách lẻ ra mình đi cho các bạn. Nói chung là mình là đưa vô cái gì là từ từ là nó cao nhất. Nghĩa là lúc trước nhập là không có thì mình sẽ nhập cái kiểu khác bây giờ thì. Nói chung là từ từ mình đổi về giống như có sức quá đơn đỏ rồi hết các bạn. Nhìn bán hàng mình cũng làm biết lắm, nghĩa là thôi công ty xuống hàng mình bán luôn cho khỏe. Đây các bạn thấy nè. Mình sẽ lấy một cái cao su ra cho các bạn thấy là thì những cái đơn sau này là mình đã kèm bố cao su hết rồi nha cô chú anh chị. Cái cao su thôi nè, nhìn nè. Rồi, cao su của cụm bố quá ghiền. Rồi, đây là cái mình khui tiếp cái cục bố nè. Cục bố ba càng lẻ nè cô chú anh chị của Siu. Loại là cái lỗ lớn như cái cốt lớn như cái gì là đời mới, giờ là xài cốt lớn hết, còn đời cũ là xài cái cốt nhỏ là hiếm gặp lắm. Coi như mấy xe đó giống như là muốn đây nè, lỗ lớn 84. Này. Lỗ lớn 84. Thì trong đây mình có cái chuông nè và mình có cái cụm bố cũ mình đã gắn ba càng vô rồi nè. Đây nè. Mình gắn vô mình cho các bạn xem nè. Đây, các bạn thấy. Cái bố của Yamaha là nhìn không có lẫn đi đâu được. Rồi mình sẽ ướm vô chuông cho bạn xem nè. Rồi các bạn thấy nè. Mình kéo xuống hết luôn như vậy nè, các bạn nhìn thấy xuống hết nè. Thì nó hở như vậy thì tưng ra, nói chung là nó không có chạm chuông đâu. Nhưng mà nói chung là các bạn rất là thích cái vụ mà sát chuông như vậy, các bạn thấy rất là hài lòng. Đây là những cái bố chính hãng nha, các bạn nhìn nè, bố mũi tiêu, anh ta gọi là mũi tiêu. Thì nhiều bạn không hiểu chứ Yamaha là cái bố này nè, chính xác á. Đây nè, rất là đẹp. Rồi, mình cho các bạn xem lại một lần nữa. Đây là cái cụm bố cũ nè, mình đã gắn vô cụm bố cũ. Rồi, đây nè. Rồi, đây là cái cụm bố cũ, đây là cái búa mới của mình nè. Các bạn so sánh nha, so sánh đây là cái đế nè. Các bạn thấy từng cái dấu chấm á, dấu chấm, dấu này, dấu kia là nó trùng hết rồi nha các bạn. Hàng lô không có được cái gì, hàng lô thì nó sẽ phá khác cái đế này nên nó không được cái gì, các bạn nhìn nè. Để ý cho bạn xem, nè bạn thấy. Chấm, 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 cái dấu chấm này nè. Mình lật bề này, nè các bạn thấy nẹp nè, nẹp nó ok nè. Đó, cái nẹp này mình thấy chắc ăn nè, đẹp quá đẹp. Đó, cái này là cái hàng chính hãng mà cũ trong xe lấy ra nè, các bạn thấy nè. Đó, mình đa gáp cái bố lẻ vô nè, rồi mình bỏ vô cái chuông. Như vậy thì cái mã cụm này là cũng rẻ thôi, nói chung mã cụm là lúc nào cũng rẻ. Mã cụm thì được đế, được là so, cái gì cũng mới hết. Cái lỗ lớn nha bạn, rất là đẹp. Nói chung mình giới thiệu thôi, hầu như Yamaha mà không có cái chuông theo rất là khó bán nha bạn. Không có cái chuông theo thì anh em thợ tiện thường á thì người ta sẽ đóng sơ mi, người ta dùng búa zin, người ta đóng sơ mi lại, nghĩa là người ta vớt mỏng, người ta đóng sơ mi. Nói chung nhiều cách lắm, anh em thợ tiện rất là hay, rất là nhiều cách để làm. Còn có chuông mới thì mình thay, nhưng mà đây là cái chuông mẫu nè, chuông mẫu nay xét hết nha bạn.
thì mình giới thiệu gì? Đây là một bộ này, quá đẹp các bạn, quá xịn sò. Đây bộ lúc nào mình đi cũng một bộ chứ các bạn, như vậy nè. Cái cao su này khó mua lắm nha bạn, không có mua dễ đâu, mình biết từng món từng món. Rồi mình xin cảm ơn các bạn.